Xin chào mọi người, thì hôm nay shop mình sẽ giới thiệu với mọi người cái máy bơm. Thì đây là cái máy bơm Bayshot Inflator chung bơm. Thì cái bơm hơi xe này là bơm được cả xe hơi luôn nha anh em. Thì đây là cái đời mới sau này. Trước đó là có một bộ đời cũ nữa. Thì cái bộ đó mình đã từng làm và từng xài rồi. Thì bơm nó sẽ không mạnh bằng thằng này. Thằng này mạnh hơn rất là nhiều luôn, và cái thời lượng pin cũng sẽ lâu hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho người xem cái thông số sơ qua ở phía dưới nha. Thì cái viên pin của thằng này là tới 2400 mAh/giờ với công suất là 25.9W. Và cái thời gian sạc cho nó là 4-5 tiếng, sạc cho AC luôn nha. Thì cái này á, cái mức độ dao động bơm của nó sẽ từ 5 cho đến 150 PSI. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em xem luôn, coi là con này nó có ok không. Thì thật sự là con này mình thấy xài rất là ổn luôn. Đó, kim loại rất là chắc chắn luôn ha. Ok, bút siêu. Rồi, thì ở bên trong á, đầu tiên là chúng ta sẽ có cái máy bơm ở phía bên đây nè, sách hướng dẫn nè, và cái này là cọng dây. Đặc biệt là mọi người không nên làm mất cái cọng dây này. Mất là chúng ta mua là hầu như là rất là hiếm, rất là khó luôn. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có một mớ cái phụ kiện. Ít phụ kiện này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là sạc thay C ha. Và ở đây là chúng ta sẽ có ba cái đầu để chúng ta thay đổi khác nhau, bơm bánh xe hay là bơm những cái khác, hoặc là bơm bánh đá banh đó, bơm banh đó. Nói chung là đầy đủ hết cho anh em luôn. Trên thế giới này có gì thì hầu như là nó sẽ hỗ trợ được, hầu như nha. Rồi, qua cái máy bơm thì cái máy bơm này cái vỏ phía bên ngoài là bằng kim loại nha. Rất là chắc chắn luôn. Đó, kim loại hay nhựa ta? Thấy mát mát, chắc kim loại quá. Thì ở phía hai bên hông này là làm hai lỗ hơi rất là tinh tế luôn, kiểu như là nó sẽ là hút khí vào. Đó. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có là một cái đầu để ra cái hơi, cái này để làm cái gì thì chúng mình sẽ chỉ. Đây là cái đèn nhiều khi mọi người là cái đèn pin nè. Thứ nhất, cái thứ hai á, thì khi mình rọi vào cái lỗ á, ở khi trời tối á thì nó sẽ rất là tiện luôn, sạc hay si. Rồi. Thì bây giờ á, cái này mình sẽ mở nguồn lên á là như thế này, bấm M. Cái này không có nút off nha, tự động nó sẽ off. Thì ở trên này nó sẽ báo là level pin, báo thông số. Hiện tại là chúng ta đang cần bơm là bơm banh PSI. Nếu bạn nào mà không thích xài PSI thì mọi người có thể đổi qua xài 3. Đây, tại mình quen xài 3 rồi. Đẹp, mình bấm một lần nha. Đầu tiên các bạn đè giữ khi nào mà nó chớp, sau đó bạn bấm một lần thì sẽ chuyển qua, và bấm lần nữa sẽ chuyển qua, bấm lần nữa sẽ chuyển qua, và bạn thả ra trong khoảng 3 giây là nó sẽ tự động về ban đầu. Là nó xác định mặc định nè, chứ ba nè. Ví dụ bơm bánh xe hơi là 2.4 kg hoặc là 2.9 kg, 3 kg gì đó. Tùy cái mỗi các bạn thông số khác nhau. Thường là ví dụ như xe máy, mà bấm qua xe máy nè. Bấm qua xe máy ha. Đây. Thì xe máy thường á là nó sẽ là tầm khoảng là đây này. Đè giữ nè, bấm một lần, 3. Ok, nhấp nháy đúng 3 lần đứng luôn ha. Bấm lên 2, ví dụ 2.8 kg, 2.9 kg gì đó. Rồi, ví dụ xe bạn đang còn có 2 kg thôi, tự động bơm từ 2 kg lên 2.8 kg và nó sẽ tự động dừng lại. Rồi, tiếp, hồi nãy mình nói cái lỗ này để làm cái gì đúng không? Thì sẽ chỉ cho mọi người luôn ha. Đây. Thì đầu tiên á, là mọi người gắn cái này vào ha. Gắn cái đầu vào, rồi. Sau đó là mọi người xoay cái này vào cái bánh xe. Rồi, còn cái lỗ này chúng ta sẽ gắn vậy để chúng ta có thể làm cái móc như thế này. Đó, chúng ta cầm, chúng ta kéo đi. Sẽ rất là tiện, mọi người không có lo mà bị mất cái cọng dây. Nhớ lúc nào cũng phải để như vậy. Nhớ là nó liền với cái này, mất cái cục này luôn. Chứ các bạn mà mất cái dây là các bạn mua rất là khó luôn. Đó. Rồi, thì cái này bơm thì cũng khá là nhanh. Mình đã từng bơm những cái bánh xe mô tô bự nè, bơm xe hơi cũng được luôn, xe đạp, xe máy nhỏ hay gì đó đều được hết, hầu như là 90% là được. Ok, thì đây là cái phần máy bơm trên tay nhanh Bayshot, thấy cũng khá là ok nha mọi người. Bằng kim loại, rất thiết kế kiểu như giá có 890.000 tại Vuhan thôi nha, bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Thì cái này anh em có thể thấy là thiết kế rất là xịn sò luôn, kiểu không phải là hàng lởm anh em cầm vào kiểu nhựa hay là kiểu không chắc chắn. Cái này rất là cứng cáp luôn anh em, nhìn đi ha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem nha.
on off này, muốn on off tự động nha, mở thì bấm giữ mở lên thì sẽ tự động mở lên. Rồi nhiều người không thích xài PSI muốn đổi qua 3 thì đè giữ nút M, khi nào nó chớp, khi nào nó chớp rồi bấm một lần nó chuyển qua 3, một lần là KPI, một lần là kg trên cm khối. Đây mình đổ qua 3, sau đó mình đè giữ lại ha. Rồi ok ha, còn muốn chuyển qua chuyển lại á thì bấm cái này tăng lên tăng xuống nè, chuyển qua chuyển lại giữa bơm xe máy rồi bơm xe đạp, bơm bánh nè, bấm M ha, chức năng M là chức năng báo logo pin. Ok thì bây giờ mình sẽ đổi cái PSI này, bây giờ mình sẽ đổi qua đầu tiên là bơm xe máy ha, rồi sau mình đè giữ để đổi cái PSI này nè sang là 3, tại vì mình xài 3 quen hơn. Rồi ok thì mình sẽ để im tự động nó vô. Rồi bây giờ mình sẽ xe mình lâu ngày không xài á bị mềm rồi thì cái này anh em cứ gắn vào đây ha, anh em vặn bánh mình nó mềm xèo rồi đây không, còn có 1.3 thôi đây, 1.3 thì thường á xe này thì mình không có rành lắm, mình cứ để 2.3 2.10 đi. Ok sau mới móc ok. Bơm lại ok. Tự động nó sẽ ngắt nha. Bánh này mình cũng không biết là bao nhiêu nữa. Mấy xe này của mình nhiêu nữa. Mình lại 2.1 được chưa không biết nữa. Chắc được rồi, dạng ra rồi xong thì đó, cái mình bơm cho mọi người xem thử ha, pin còn 2 cục ha. Rồi